Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Bây giờ là 2 giờ chiều nha mọi người. Đang xuất hiện ở khu đô thị An Phú Thịnh này. Thì hôm nay có công việc ra đây. Mình sẽ quay lại cái khoảng không gian của khu đô thị An Phú Thịnh vào lúc 2 giờ chiều, nắng chói chang thì nó sẽ như thế nào. Đấy. Nói chung ở đây thì đất đai thì để mà được cấp sổ thì phải hoàn thành xây dựng 30% nha mọi người, nên chờ hơi lâu tí, nên cơ bản là thấy nó cũng còn hơi trống trống. Thế nhưng mà rõ ràng là khi mà nó hoàn thiện lên thì khu này bao đẹp nha. Ở đây thì khu đô thị này nó có cái hay là nó có rất là nhiều phân khúc để mà chúng ta có thể quan tâm về sở hữu bất động sản ở đây. Đấy. Đất nền ở phân khúc là tầm 26 đến 45 triệu đó, thì một cái phân khúc gọi là tương đối cao của thành phố Quy Nhơn nếu mà chuyển về đất ở ở vùng đô thị mới. Đấy, thứ hai là cái tầm phân khúc chung cư tầm trung như Vinhai Panorama này mọi người đang có chính sách tốt á, thì mức giá tầm khoảng từ 22 đến 25 triệu trên mét vuông. Đấy, thì nó lại thuộc phân khúc tầm trung. Và phân khúc tầm vừa bình dân á, thì đây mọi người, dự án nhà ở xã hội An Phú Thịnh, ba lóc ABC đã được bàn giao và đi vào vận hành. Rất là nhiều căn hộ đã có chủ sở hữu rồi, và hiện tại thì đang thực hiện sang nhượng khu vực này nha, nhà ở xã hội An Phú Thịnh, và bán mới những căn còn lại của dự án Vinhai Panorama. Thế nên mọi người quan tâm thì có thể liên hệ, tại vì nói chung là bất động sản ở khu vực này thì nó khá là đa dạng về phân khúc như vậy đó mọi người. Quan tâm cái nào IP cái đó nha mọi người. Trước tiên thì chúng ta đi xem cái tiến độ của Vinhai Panorama. Đây, màu sơn bên ngoài, phần shop house bên dưới đó, đang gấp rút thực hiện để kịp tiến độ bàn giao. Nói là cuối quý 1 năm nay, có lẽ thì nó cũng sẽ dần dà thêm một tí đó mọi người. Nhưng mà như vậy là ok rồi. Đấy, xe cộ đông đúc như thế này, công trường làm việc như thế này, quỹ canh không còn nhiều nha mọi người. Liên hệ với Thi với số điện thoại 0902088277 để đi xem thực tế và sở hữu căn hộ ở đây luôn nha. Đây, dòng sông Hà Thanh. Bây giờ gió mát hiu hiu này. Wow, đẹp ghê chứ. Hình như là cái phần bên ngoài phần khung của mọi người mình đã hoàn thiện hết rồi này nhá. Thấy không? Các shop house dưới đây cũng đang bán á, nên là mọi người quan tâm thì hãy đi thi nha. Mặt bên này thì chiều thì nó hơi nắng một tí, có nghĩa là khi mà chúng ta chuyển sang mùa đông thì nó sẽ đỡ hơn này. Mặt này nó sẽ đỡ hơn, còn hôm nay thì nó đang chính diện này. Đi quanh khu đô thị bên này một tí, bên này là khu đê đông này, tái định cư ngày xưa. Đây là chúng ta có thể thấy được rằng là mức độ lấp đầy của khu vực tái định cư này giờ nó trở thành khu đê đông, ở khu đô thị đê đông luôn, nhưng không thường gọi là tái định cư nữa. Đi thẳng ra đường này chúng ta đụng vào khu đô thị Chợ Gốc của Phú Gia Riverside mọi người. Đây, lóc A của An Phú Thịnh nha mọi người. Hiện tại những căn hộ ở đây mật độ cư dân chuyển tới ở khá là cao luôn á. Mọi người nhìn thấy coi, đó là phần lớn cái khu vực nào mà có quần áo, lôi da phơi quần áo và có người ở rồi. Đó, tỷ lệ lấp đầy cao nha.
top 2 ở dưới đây cũng lắp đầy ok rồi. Mặt B thì nó mới nên là nó ít hơn một tí, lát nữa mình qua mình xem. Giá thuê căn hộ ở đây khá mềm hả mọi người, dao động từ 2,7 triệu đến 4 triệu tùy vào cái nội thất ở bên trong nữa. Nếu mà nội thất full thì giá nó sẽ cao hơn, tầm 4 triệu đến 5 triệu. Nếu không có nội thất thì tầm 2,7 triệu nha. Đây, một nhà xe. Đây, mọi người thấy không? Đặc điểm theo khu nhà ở xã hội nhưng mà ô tô quá trời quá đất luôn này. Vậy nên là đây được gọi là một trong những cái khu nhà ở xã hội có không gian, có môi trường sống VIP rồi nha mọi người. Cái gì nó cũng có cái hay ho của nó chứ, đúng không ạ? Ta sẽ đi ra xem cái hệ thống shop house của An Phú Thịnh ở mặt đường này. Từ hôm nay là có cái shop house nào vận hành chưa? Cái khu shop house mới này. Còn cái khu shop house mà dọc quanh cái Bùng Binh Đại Phú Gia thì đi vào vận hành rồi, gian hàng được mở ra rồi. Còn khu này thì xem thử thế nào thôi. Nhìn thấy là lá vàng rơi thế này là chắc nó vẫn còn yên ắng đây. Đây có một cái căn này đã được vận hành rồi này. Còn đối diện bên kia là Đại Phú Gia nha mọi người. Bên đó đi nhiều lắm rồi, lát nữa nếu tiện ta lại qua bên đó kiểm tra sự thay đổi của Đại Phú Gia. Đây, có những căn cho thuê trọ luôn này mọi người. Đấy nha mọi người, muốn tìm hiểu về căn hộ nhà ở xã hội An Phú Thịnh này, dự án nhà ở thương mại Vina Panorama này, đất nền An Phú Thịnh này đó, và cả căn hộ thương mại An Phú Thịnh đó, thì có thể liên hệ với Thi được luôn nha. Tất cả những cái tin này thì Thi sẽ cố gắng là tìm ra những cái giỏ hàng với giá tốt nhất để mà để cho mọi người có thể sở hữu. Đấy, tùy về nhu cầu mong muốn nha mọi người. Thôi ok, quay lại nhờ xã hội An Phú Thịnh thôi. Hôm nay công việc chính của Thi nó sẽ ở đây, đang hỗ trợ một khách hàng mua một căn ở đây. Dạo thế này thì mọi người thừa biết rằng buổi tối ở đây để nếu mà để đi hóng mát thì gọi là không ở đâu ở Quy Nhơn bằng luôn á. Nha, không có khu nhà ở xã hội nào bằng nha. Chứ còn nếu mà ra Xuân Diệu thì gọi là VIP mà. Đây, ta đi vào. Mới vô hả?